Kính chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Review Audio. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến nhà mình một chiếc đầu băng cassette rất nổi tiếng, được anh em tìm kiếm săn đón rất là nhiều của hãng Tech. Model là V9000, hàng mới về từ Nhật, đẹp long lanh xuất sắc, mới cứng cựa 99% luôn các bác. Chiếc này mới lắm, máy về lại còn có cả điều khiển này. Điều khiển cũng rất đẹp luôn. Phải nói là hoàn hảo cho cả máy và điều khiển từ xa nhá. Dòng này thì quá là nổi tiếng rồi. Khả năng về thu băng là đỉnh cao. Bác nào mà in sang băng thì dùng chiếc này thì cực kỳ nổi tiếng. Đặc biệt là con này về thì mới cứng luôn. Đây, em mời các bác cùng chi tiết ngắm nhìn tất cả các góc cạnh. Chúng ta phải nói là soi từng hạt bụi luôn nhé. Đây, mới lắm, mới dã man luôn đấy. Các bác thấy là nó sắc nét đến từng chi tiết nhỏ luôn. Này, những cái nét chữ này mới tinh, không bị phai màu, không bị bay chữ nhá, không một điểm trừ các bạn. Mới keng dòng này thì đương nhiên nó là 3 hẹc 3 đầu từ rồi. Chiếc máy này thì nổi tiếng quá rồi, thế nên em không cần phải quảng cáo giới thiệu nhiều. Chỉ là mời các bác muốn ngắm nhìn chi tiết để các bác thấy được cái độ mới của máy thôi. Đây này, các bác thấy chưa? Ui dồi ôi, phần đầu từ này mới như chưa dùng luôn đấy, mới cứng cựa luôn. Hai bên là hai cái má gỗ nhá, phủ bóng piano đẹp long lanh luôn. Trên nóc này đấy. Rồi bây giờ em sẽ mở nắp, mời các bác cùng ngắm nhìn nội thất cũng như mặt sau luôn. Tất cả là mới thôi rồi luôn các bạn. Các bác ngắm nhìn trần đắc là mê luôn này, vàng ươm rất là mới luôn các bạn, đẹp long lanh. Các chi tiết trước sau trong ngoài đều rất đẹp các bạn. Tech V9000 made in Japan. Các bác dùng lưu ý là điện 100V. Số seri 100661. Không nhầm lẫn ở bất kỳ một chiếc máy nào nhá. Ôi dồi ôi, chiếc này nội thất mới quá các bạn. Phải nói là mới chứ không phải chỉ là đẹp đâu các bác ơi. Các bác ngắm này. Trời ơi, nội thất mới như vừa xuất xứ ngày hôm qua. Con này đúng là mới thiếu thùng xốp các bạn. Đây là phần trung tâm của máy, bộ cơ. Bộ cơ dòng này hoạt động rất ổn định, cực kỳ bền bỉ luôn. Một trong những lý do mà rất nhiều bác thích cái dòng này, ngoài cái khả năng là thu phát tuyệt đỉnh rồi, thì bộ cơ hoạt động rất là bền bỉ nha các bác nha. Em sẽ test khả năng thu phát tuyệt hay qua cuốn băng Asia. Mời các bác cùng đeo tai nghe vào để chúng ta thẩm âm qua ca khúc quen thuộc của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo, bài hát Keep Fair Soul. Em chọn nguồn phát từ chiếc đầu Tech, bấm fly này. Rồi, ở trên máy thì chúng ta sẽ tiến hành bấm record và fly đồng thời để chúng ta ghi. Dòng này thì có khả năng chế độ lấy bias chuyên nghiệp. Đây, em đã chỉnh cho hai cái kênh lên đều nhau nhá. Đấy, úi dồi, đều răm rắp rồi. Đẹp long lanh. Các bạn thấy là bias lên tuyệt đẹp luôn. Rồi, chúng ta thả ra chúng ta ghi. Từ khi anh không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo anh tan biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi. Sau cùng ngày chia tay em một đời gieo phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chỉ hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính lấy suy làm chi. Em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ
Hay quá các anh em ơi. Phải nói là máy nó mới cho nên là cái tiếng nó cực kỳ chuẩn, tiếng nghe hay tuyệt vời xuất sắc. Dòng này thì đúng là thu phát đỉnh cao rồi các bạn ạ. Đây hồi nãy đây, em để phần tép có nghĩa là máy vừa thu vừa phát, khả năng thu phát là 10-10 hoàn hảo. Đặc biệt chiếc này mới nữa cho nên là thu thì quá là hay. Bây giờ em sẽ tua lại nha, mời anh em mình cùng một lần nữa chúng ta trải nghiệm chất âm mà máy vừa thu, để chúng ta một lần nữa chúng ta nghe lại ha. Rồi em sẽ bấm play này. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô tình. Quá hay luôn. Còn gì đâu khi dòng đời chỉ hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ có tia nắng ấm áp bên đời cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúc chim môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài hát xong trong kiếp vé sâu. Đấy, đã hết cái phần chúng ta mới thu, các bác thấy là đúng là đỉnh cao thu phát. Chiếc này thì tuyệt vời quá luôn, một chiếc máy hoàn hảo, tất cả các chi tiết, các góc cạnh từ trong ra ngoài. Em chỉ có một chiếc duy nhất thôi, và các bác nên nhớ là dòng này bây giờ thì phải nói là cực kỳ hiếm ở trên thị trường, hiếm lắm luôn, và được luôn được các bác săn đón nhiều lắm. Em về thì được một cái duy nhất, phải nói hoàn hảo đến từng góc cạnh, 99%. Hàng cam kết là về từ Nhật về, chưa sử dụng tại Việt Nam, tất cả là zin đét nguyên bản luôn các bác nhá. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm giúp em, vẫn là số điện thoại quen thuộc 0916 950595. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, xin kính chào.